Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa châu Á vẫn đang di chuyển xuống phía Nam lục địa, sắp ảnh hưởng tới thời tiết ở phía Bắc nước ta. Sáng ngày 26 tháng 2, Hà Nội tiếp tục mưa bụi, kèm sương mù trên tầng cao, bao bọc các tòa chung cư cao tầng, cao ốc. Nhiệt độ lúc sáng sớm tại Hà Nội là 14 độ C, dự báo chiều 26 tháng 2 tăng lên 19 độ C, nhưng đến đêm khuya lại quay lại mức 13 đến 14 độ C do không khí lạnh tràn tới. Dự báo khoảng chiều và tối đêm ngày 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về ngày 23 tháng 2, nhiều nơi ở miền Bắc đã xảy ra rét đậm, rét hại, trừ Điện Biên và Lai Châu. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên đã xuống thấp hơn so với dự báo trước đó. Cụ thể, nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm sâu còn 13 đến 15 độ C, miền núi phía Đông Bắc Bộ chỉ còn 8 đến 10 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ Đồng bằng Bắc Bộ từ 17 đến 20 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ C. Với đợt không khí lạnh sắp tăng cường, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 27 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ là 11 đến 14 độ C, phổ biến, vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Từ đêm 26 đến ngày 27 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm ngày 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Từ ngày 27 tháng 2, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Trên biển, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Từ chiều tối và đêm ngày 26 đến ngày 27 tháng 2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm ngày 26 đến ngày 27 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước, đêm 25 ngày 26 tháng 2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, riêng khu Tây Bắc đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ C, vùng núi từ 9 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16 đến 19 độ C, phía Nam từ 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ C, phía Nam từ 25 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, miền Đông từ 35 đến 37 độ C.
Do trời rét đậm kèm mưa phùn, mưa dầm nặng hạt kéo dài cả ngày, nên trong các ngày 23 và 24 tháng 2, nhiều lễ hội và hội làng ở miền Bắc khá thưa vắng khách so với mọi năm. Tại Hà Nội, mặc dù cuối tuần nhưng lượng người và xe đi lại trên đường không đông. Tại một số hội làng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, khách vắng, trời mưa nên các sạp hàng, gian hàng lưu động mở phục vụ khách phải dọn sớm. Tại các tỉnh như Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, với những lễ hội khai mở, ngày 23 tháng 2 trời còn khô ráo thì người và xe chen chúc đông đúc từ sớm. Nhưng các lễ hội diễn ra ngày 24 tháng 2 lại thưa vắng hẳn so với các năm. Nhiều người cho biết do trời mưa dầm, đường trơn ướt và lạnh buốt, nhiệt độ thấp nên ngại ra khỏi nhà đi chảy hội. Điểm đáng chú ý năm nay, ngay cả những lễ hội lớn ở miền Bắc như Hội Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội, lễ hội khai ấn Đền Trần, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, lượng người và du khách thập phương đến cũng giảm mạnh. Tại lễ khai ấn Đền Trần, những năm trước, lễ phát ấn vào nửa đêm thường kéo dài ít nhất từ 30 đến 40 phút và từ chập tối, người dân đã chờ đợi rất đông. Nhưng năm nay chỉ diễn ra tầm 15 đến 20 phút là đã vãn người do lượng du khách thập phương giảm. Tại Hội Chùa Hương, một số người dân cho biết chỉ đông đúc vào mấy ngày đầu khai hội, nhất là mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng, sau đó cũng không còn cảnh đông đúc, chen chúc như các năm trước nữa. Thậm chí ngày 24 tháng 2, tức rằm tháng Giêng, lượng người đến Chùa Hương rất thưa. Trên suối Yến không còn cảnh đò vào ra san sát, trên động Hương Tích có thời điểm cũng kín người nhưng không chen chúc. Một số lái đò cho biết khoảng 1 đến 2 năm nay, lượng người đến chảy hội Chùa Hương giảm so với trước kia. Năm nay khoảng 2 đến 3 ngày chủ đò mới lại đến lượt chở khách. Bù lại với nhiều du khách đi lễ đầu xuân mà không phải chen chúc, xô đẩy, không phải xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ mới đúng nghĩa là đi vãn cảnh đầu xuân, cầu bình an, hạnh phúc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh. Theo đánh giá của nhiều người, công tác tổ chức lễ hội tại Chùa Hương và Đền Trần năm nay cũng quy củ, thông thoáng hơn. Tuy nhiên, lý giải cho hiện tượng nhiều lễ hội năm nay thưa vắng, nhiều người cho rằng một phần nguyên nhân do trời mưa rét, một phần còn do nhận thức về tâm linh, tín ngưỡng hiện nay đã có sự thay đổi tích cực. Do gần đây báo chí và mạng xã hội liên tục phản ánh bài trừ các hiện tượng biến tướng trong lễ hội, lợi dụng tâm linh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi hoặc những vụ việc tiêu cực, phản cảm trong thời gian qua. Nhận định thời tiết nồm ẩm nhiều khả năng diễn ra trong thời gian tới, ngày 19 tháng 2, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nồm ẩm sẽ diễn ra trong tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 năm 2024 với khoảng 4 đến 5 đợt khác nhau, có đợt kéo dài vài ngày, cả tuần. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, theo quy luật khí hậu, tháng 2 hàng năm vẫn là tháng chính của mùa đông, do đó không khí lạnh vẫn còn tác động mạnh đến nước ta. Từ giữa tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng. Hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%, kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết. Thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ xuân, nhất là bệnh sương mai, dẹp muội. Để phòng tránh hiện tượng nồm ẩm ướt trong nhà, các gia đình nên luôn đóng kín cửa nhà, bật điều hòa để chế độ hong khô không khí, sử dụng các vật liệu hút ẩm như báo cũ, than củi hoặc các máy hút ẩm chống nồm, lau nhà bằng rẻ lau khô. Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo, người dân nên làm khung ni lông che chắn cho rau màu, bón phân nhằm tăng sức đề kháng cho rau, vệ sinh đồng ruộng và để mật độ rau vừa phải, dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh. Người dân cũng thường xuyên kiểm tra thăm đồng, quan sát kỹ thân lá rau, nhất là những chỗ rậm rạp để phát hiện ổ dẹp và có biện pháp trừ sớm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.